Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, bản tin ngày hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý như sau. Lộ diện khách hàng khủng mua tiềm kích Su-35 của Nga, một hợp đồng trị giá 3 tỷ đô la. Nga ném bom phá hủy Su-27SM3 để tránh bị lô mật. Sẽ có một cuộc đại chiến giữa Su-35SK và Su-30MKI tại biên giới Trung Ấn. Sau đây, xin kính mời quý vị khán giả cùng đến với bản tin chi tiết ngày hôm nay. Hiện nay, Trung Quốc đang là khách hàng nước ngoài duy nhất của tiêm kích đa năng thế hệ thứ 4,5 Su-35S của Nga. Họ đã nhận tổng cộng là 24 chiếc thuộc phiên bản Su-35SK và được biết lô chiến đấu cơ trên có giá trị tới trên 2 tỷ đô la. Sau Trung Quốc, Nga tưởng như đã bán được tiếp 11 chiếc Su-35 khác cho một đối tác thân quen tiếp theo là phía Indonesia sau khi mà Jakarta cho biết họ đã ký một hợp đồng mua sắm, nhưng rồi sự can thiệp của Mỹ với sự đe dọa sẽ áp đặt lệnh trừng phạt theo đạo luật Kasa thì đã khiến cho quốc gia vạn đảo từ bỏ kế hoạch của mình. Triển vọng xuất khẩu của su lại được Nga đặt vào phía Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sau khi xem xét thì Tổng thống Tayyip Erdogan lại không có một động thái cụ thể nào cho thấy ông sẽ sớm ra lệnh cho các quan chức tiến hành những cuộc đàm phán. Mới đây, Trang tin Avia Pro đã cho biết rằng Ai Cập đã ký hợp đồng với Nga để mua lô tiêm kích Su-35 lớn nhất từng được xuất khẩu với số lượng lên đến 26 chiếc và đưa quốc gia Bắc Phi này thành nước có phi đội Su-35 nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau phía Nga và vượt qua Trung Quốc. Theo thông báo, chiếc Su-35S đầu tiên của không quân Ai Cập sẽ được giao ngay trong năm nay và dự kiến việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ sau hàng sẽ được Nga lên kế hoạch cho đến năm 2023. Tiến độ có thể thay đổi tùy thuộc vào khả năng thanh toán của khách hàng. Cần lưu ý thêm rằng một trong những lý do khiến cho Ai cập quyết định đặt mua Su-35 của Nga nằm ở việc Mỹ từ chối bán tiêm kích tàng hình thế thứ năm F-35 là Ninh Hải cho phía Cairo, nhưng không loại trừ khả năng Ai cập đã ký kết hợp đồng mua Su-35 trước đó. Trong bối cảnh tái vũ trang của Israel, Ai cập nhận thức đầy đủ rằng họ cần các máy bay chiến đấu đáng tin cậy có khả năng chấn áp cả F-16 và F-35 Lightning II của đối phương, chuyên gia quân sự của Nga ghi chú. Số tiền của hợp đồng cung cấp tiêm kích Su-35 mà Ai Cập đã ký kết với Nga thì hiện không được tiết lộ. Tuy nhiên, theo ước tính, thì giá trị của thương vụ này có thể lên tới 3 tỷ đô la. Trong một diễn biến khác, theo các hãng tin của Nga, quân đội nước này buộc phải phá hủy khu vực mà máy bay chiến đấu Su-27S M3 bị rơi. Sự kiện này thì xảy ra vào cuối tháng 3. Vụ nổ được thực hiện với sự trợ giúp của một loại bom chìm, tức là một chủng loại không được tiết lộ và nổ ở độ sâu khoảng vài chục mét. Lý do chính dẫn tới quyết định trên là các biện pháp nhằm ngăn chặn khả năng đối phương phát hiện ra mảnh vỡ của một trong những chiếc máy bay chiến đấu hiếm gặp nhất của Nga, phiên bản sổ đổi Su-27SM3 thì hiện nay chỉ có số lượng 12 chiếc. Nga đã buộc phải ném bom phá hủy chiếc SM3 này bị rơi tại Biển Đen sau một thời gian tìm kiếm nhưng không thể trục vớt. Theo các hãng tin của Nga, quân đội nước này buộc phải phá hủy khu vực mà máy bay chiến đấu Su-27S M3 bị rơi. Và sự kiện này thì xảy ra vào cuối tháng 3. Vào ngày 15 tháng 5, theo các hãng thông tấn quốc tế của Nga, Bộ Tư lệnh Không quân Nga tại Crimea tuyên bố rằng do tình hình hàng hải đang diễn ra trong khu vực, nên quân đội Nga đã buộc phải có những hành động rất khoát đối với chiếc máy bay chiến đấu Su-27 bị rơi. Quân đội Nga quyết định sử dụng một loại bom chìm, có thể phá hủy hoàn toàn máy bay chiến đấu Su-27 đang nằm dưới đáy biển. Được biết, ngày 25 tháng 3, trong khi làm nhiệm vụ, một chiếc tiêm kích Su-27SM3 của không quân Nga đã bị rơi xuống biển cách bán đảo Crimea 50 km về hướng phía tây. Chiếc tiêm kích Su-27 lúc đó thì đang theo dõi hạm đội NATO tiến hành tập trận tại vùng biển gần Crimea. Trong thời gian này, đối phương đã phát ra các làn sóng can thiệp điện tử đến chiếc máy bay chiến đấu của Nga. Mà dù chưa có bằng chứng cụ thể nào cho thấy Su-27 bị rơi là do các hành động của phía NATO. Tuy nhiên, khi mà chiếc Su-27 rơi xuống đáy Biển Đen, hạm đội NATO có thể cố gắng trục vớt đống đổ nát nhằm khai thác bí mật và thậm chí họ đã gửi một tàu khảo sát dưới nước tới khu vực trên. Do điều kiện thực tế tại Biển Đen gây nhiều khó khăn, thì cả Nga và NATO đều không thể tìm thấy mảnh vỡ của Su-27. Để tránh các cuộc tìm kiếm kéo dài và có thể so dị thông tin, quân đội Nga đã quyết định kích nổ một quả bom chìm nhằm phá hủy chiếc chiến đấu cơ, báo cáo của hãng tin Ifan trích dẫn phương tiện truyền thông của Nga. Không biết có bao nhiêu phần trăm trong thông tin này là chính xác, tuy nhiên cần lưu ý rằng việc tìm kiếm chiếc Su-27 bị rơi kéo dài trong một thời gian tương đối lâu nhưng chưa mang lại một kết quả gì. Điều này gián tiếp xác nhận thông tin được cung cấp. Su-27 SM-3 là chiếc chiến đấu cơ mới nhất trong gia đình Su-27. Với việc cải tiến động cơ, Hệ thống điện tử và vũ khí khiến cho sức mạnh của loại máy bay Su-27SM3 đã tăng lên một cách đáng kể. Tuy không nổi đình nổi đám như là Su-35, nhưng một điều đáng sợ là với biến thể nâng cấp từ Su-27 này, sức mạnh của Su-27SM3 thì đã tiệm cận với Su-35. Việc sản xuất mới Su-35 thì đòi hỏi thời gian và chi phí, trong khi đó việc nâng cấp Su-27 lên tiêu chuẩn Su-27SM3 thì lại đơn giản hơn rất nhiều. Su-27SM-3 được trang bị radar mảng pha quét thu động n 001 ve Đây là loại nâng cấp dựa trên N-001VAP lắp đặt trên các máy bay Su-30MK2. Radar n 001 ve có thể điều khiển tên lửa tấn công đồng thời 6 mục tiêu trên không hoặc 4 mục tiêu mặt đất. Tầm phát hiện máy bay cỡ lớn được tăng lên 190 km so với 150 km của N-001VAP. Su-27SM3 được trang bị động cơ AL-31FM1 có lực đẩy là 135 kN so với 123 kN của AL-31F, cùng với hệ thống điều khiển bay tiên tiến giúp cho nó đạt tốc độ cao hơn là Su-30SM và tầm hoạt động tăng lên tới 4.000 km. Trong một diễn biến khác liên quan đến căng thẳng biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ, mới đây cùng với tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf. Quân đội Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu đa năng Su-35SK để đến giáp với Ấn Độ. Trung Quốc đã tung ra sức mạnh của vũ khí mới nhất có trong biên chế quân đội nước này sau khi mà giữa hai nước xảy ra những căng thẳng tại khu vực biên giới với Ấn Độ, dẫn tới những vụ đụng độ giữa binh lính hai bên và hoạt động điều quân quy mô lớn. Lý do để quân đội Trung Quốc điều động vũ khí tối tân tới khu vực biên giới với Ấn Độ là do sự xuất hiện của một số lượng lớn tiêm kích đa năng hiện đại. Su-30 MK của New Delhi và chúng đã được phát hiện ở đây vài ngày trước. Ở phía bên kia thì Trung Quốc đã tuyên bố theo dõi sát sao tiêm kích Ấn Độ bằng hệ thống phòng không S-400 chai mới nhất. Sau đó thì Bắc Kinh đã quyết định tăng cường máy bay chiến đấu Su-35 SK tới điểm nóng nhằm chiếm ưu thế trên không. Theo các hãng tin của phía Trung Quốc, họ chỉ nói về việc tuần tra các khu vực biên giới vì chưa có một hành động khiêu khích nào từ phía Ấn Độ đã được ghi nhận. Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn nhấn mạnh rằng họ sẵn sàng đưa ra phản ứng đối với bất kỳ một hành động khiêu khích nào từ phía đối phương, không chỉ trong lãnh thổ của họ mà còn ở khu vực biên giới và máy bay địch sẽ bị bắn hạ mà không cần báo trước. Cho đến nay, máy bay chiến đấu hiệu quả nhất phục vụ trong không quân Ấn Độ là tiêm kích Su-30MKI, trong khi hiệu quả của phòng không Ấn Độ chỉ giới hạn trong vòng 100 km, hoàn toàn vô dụng đối với Trung Quốc. Khi mà máy bay của họ có thể tấn công các mục tiêu mặt đất từ khoảng cách xa hơn rất nhiều, chuyên gia quân sự của Nga đã ghi chú. Bên cạnh chiếc tiêm kích Su-35 và S-400, quân đội Trung Quốc còn có trong trang bị số lượng lớn tiêm kích nội địa như là J-10, J-11, J-16 và các tổ hợp tên lửa đất đối không tầm xa HQ-9B cũng lợi hại không kém. Tiêm kích đa năng thế hệ 4,5 là Su-30SK là một phiên bản của Su-35S dành cho phía không quân Trung Quốc Nga đã bàn giao đầy đủ 24 tiêm kích đa năng Su-35SK cho phía Trung Quốc theo một hợp đồng lớn với trị giá khoảng 2 tỷ đô la và chúng đã được triển khai dành cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu. Bên cạnh nhiệm vụ trực chiến, phi đội tiêm kích Su-35SK còn đảm nhiệm một vai trò rất quan trọng, đó là làm quân xanh, phục vụ quân đỏ, liên tập tác chiến. Ngoài hợp đồng bán 24 tiêm kích Su-35SK cho phía Trung Quốc, thì Nga rất mong muốn Bắc Kinh sẽ đặt mua một lô tiếp theo với số lượng nhiều hơn hoặc ít nhất là cũng ngang bằng. Tuy nhiên, mong ước của Moscow thì khó mà trở thành hiện thực vì hiện nay không quân Trung Quốc ưu tiên dùng máy bay nội địa để đồng bộ hóa công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật. Ngoài ra thì họ cũng tự tin cho rằng chất lượng các loại chiến đấu cơ nội địa đã sánh ngang với sản phẩm nhập khẩu từ phía Nga cho nên không cần thiết phải đặt hàng thêm nữa. Trước tình hình như thế này, có lẽ các nhà sản xuất của Nga sẽ phải tích cực đi tìm khách hàng tiềm năng tiếp theo tại khu vực Đông Nam Á và Nam Á thì được xác định sẽ là những trọng điểm của họ trong thời gian tới. Dự kiến trong tương lai không xa sẽ có một lực lượng không quân trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nắm trong tay phi đội tiêm kích đa năng Su-35S với một số lượng lớn hơn Trung Quốc. Bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.